Happy Life xin chào tất cả các bạn. Peter Lynch là một trong những nhà đầu tư thành công và nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ông là cựu quản lý huyền thoại của quỹ Magellan. Ở tuổi 33, Peter Lynch tiếp quản và điều hành quỹ trong 13 năm, cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 46. Ngày hôm nay, hãy cùng Happy Life tiếp cận với một nguồn tri thức khác trong đầu tư tài chính, xem rằng Peter Lynch đang có lời khuyên nào muốn gửi đến cho bạn nha. 1. Kiến thức là sức mạnh. Peter Lynch cho rằng, điều quan trọng nhất đối với tôi trên thị trường chứng khoán, bất kỳ ai cũng vậy, là biết bạn đang sở hữu những gì. Brian Grazer, một chuyên gia tư vấn cấp cao tại phố Wall, đã từng chia sẻ lại trải nghiệm của mình trong quá trình được làm việc cùng Peter Lynch. Những ngày giao dịch chứng khoán của tôi tại Fidelity Investment, Peter Lynch đã cho nhóm đầu tư chúng tôi những lời khuyên vô cùng sáng suốt và uyên bác. Điểm nổi bật của Peter Lynch là bề dày kinh nghiệm và kiến thức thị trường mà ông sở hữu. Những gì ông ấy nói với chúng tôi là những điều cơ bản và thuần túy, nhưng trên thực tế, hầu hết các nhà đầu tư đều bỏ qua. Khi bạn đầu tư bằng cách mua cổ phiếu của một công ty, bạn có hiểu phương thức hoạt động kinh doanh của công ty đó không? Công ty đó kiếm tiền bằng cách nào? Có lợi thế cạnh tranh trong ngành kinh doanh đang hoạt động hay không? Công ty nghiên cứu đầu tư có trụ sở tại Chicago, chuyên biên soạn và phân tích dữ liệu tài chính, cổ phiếu và thị trường chung, Morningstar, đã thiết lập một điểm dữ liệu độc quyền được gọi là hào kinh tế. Họ nghiên cứu về lợi thế khác biệt mà một công ty có được so với các đối thủ cạnh tranh, giúp công ty bảo vệ thị phần và lợi nhuận của mình. Điều này đã chứng minh rằng khi đầu tư, bất cứ ai cũng cần có những hiểu biết cơ bản về đối tượng mà mình lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần so sánh, đối chiếu chung với các đối thủ khác để tìm ra sự lựa chọn tối ưu nhất. 2. Không để cảm xúc chi phối. Một câu nói rất nổi tiếng của Peter Lynch đó là: mọi người đều nói rằng họ là một nhà đầu tư dài hạn cho đến khi thị trường chứng khoán có những biến động lớn. Biến động là thuật ngữ của tờ nhật báo quốc tế Wall Street dùng để mô tả các chỉ số thị trường chứng khoán được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ như S&P 500 hay chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones hoặc thậm chí một cổ phiếu riêng lẻ. Nghiên cứu hàng năm do Dunbar, một công ty nghiên cứu về đầu tư tại Boston, Mỹ, cho thấy rằng trong năm 2018, trung bình các nhà đầu tư vào quỹ đã mất gấp đôi số tiền cho chỉ số S&P 500. Cảm xúc con người giúp cuộc sống phong phú hơn nhưng không có lợi trong việc đầu tư. Nó khiến chúng ta suy nghĩ ngắn hạn và có những kỳ vọng không thực tế về lợi nhuận cả trong hiện tại và tương lai. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm phổ biến trong đầu tư như sau: hoang mang, vội vã bán cổ phiếu khi khoản đầu tư kém hiệu quả; danh mục đầu tư biến động, tăng doanh số dẫn đến tăng chi phí đầu tư; chờ đợi để có được một khoản bù lỗ tương xứng. Quyết định này có thể dẫn đến thua lỗ nhiều hơn cũng như chi phí cơ hội cao vì bạn có thể phân bổ lại tiền ở nơi khác. 3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Peter Lynch nói rằng, nếu bạn sở hữu cổ phiếu, điều này có nghĩa là bạn luôn phải trăn trở về nó. Đầu tư luôn luôn bao gồm cả rủi ro và không chắc chắn. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là cách chúng ta tìm đến sự cân bằng. Để giảm thiểu rủi ro, bạn phải xây dựng cơ cấu tài sản hợp lý, phân bổ vốn vào chứng khoán hay nhiều loại tài sản đầu tư có độ rủi ro khác nhau dựa trên những tỷ lệ đầu tư không giống nhau trên thị trường. Điều lý tưởng nhất mà bạn có thể thực hiện là không rót vốn vào các khoản đầu tư tương đồng với nhau quá nhiều, cũng giống như nguyên tắc đừng bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Về điều này, Peter Lynch có quan điểm rất sâu sắc. Nhiều người tìm thấy 10 cổ phiếu mình thực sự quan tâm và chọn mua 3 trong số đó. Phần lớn 3 cổ phiếu đó luôn là sự lựa chọn sai lầm. Vì vậy, tôi chọn mua tất cả 10 cổ phiếu. 4. Mua thấp, bán cao. Peter Lynch nói rằng, tôi nhận thấy rằng khi thị trường chứng khoán đi xuống và bạn mua các quỹ đầu tư một cách khôn ngoan, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, bạn sẽ có được niềm vui. Đầu tư, đặc biệt là khi thị trường đi xuống, có thể rất khó khăn. Vài năm trước đó, Rob Arnott, một nhà quản lý danh mục đầu tư nổi tiếng tại PIMCO, công ty quản lý đầu tư cung cấp giải pháp cho các tổ chức, chuyên gia tài chính và hàng triệu cá nhân trên toàn thế giới, đã đến nói chuyện với Brian Grazer. Ông đã đưa ra quan điểm như sau: không mua cổ phiếu khi giá đắt và bán khi giá rẻ. Điều này hoàn toàn không đúng. Có thể hiểu rằng, các nhà đầu tư nên tìm cách mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn bằng việc lợi dụng các biến động của thị trường. Tổng kết lại, trước khi ra một quyết định nào đó, mỗi người nên cân nhắc sử dụng kiến thức, không để cảm xúc chi phối, đa dạng hóa danh mục đầu tư và mua thấp, bán cao. Đây là những nguyên tắc cốt lõi để biến thời điểm khủng hoảng của nhiều người thành cơ hội tốt cho bạn. Đến đây, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên hãy like, share, comment cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên subscribe kênh channel của Happy Life Station để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, tài chính cá nhân, kinh doanh và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.